Tin mừng theo Thánh Luca. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Thao thức chờ đợi. Trong một vở kịch Samuel Beckett, văn sĩ đạt giải Nobel năm 1969, kể về hai người chờ một nhân vật mơ hồ tên là Godot. Cả hai chỉ thoáng quen ông này, nếu có gặp cũng chẳng nhận ra. Vậy mà họ vẫn chờ, nhưng ông Godot nào đó đã không đến. Samuel Beckett muốn nói đến cái phi lý của đời người, cứ chờ cứ đợi một điều mơ hồ và chẳng xảy ra. Trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta biết một mong đợi thực sự, đó là thao thức chờ đợi Chúa sẽ đến trong cuộc sống của ta như người đầy tớ chờ đợi chủ về. Thao thức được diễn tả bằng việc chờ đợi trong đêm. Chủ về muộn nên đầy tớ phải chờ đợi. Thái độ chờ đợi được Đức Giêsu diễn tả qua ba hoạt động: tỉnh thức, thắt lưng và cầm đèn. Tất cả đều ở trong tư thế sẵn sàng phục vụ khi chủ gõ cửa. Cuộc sống của chúng ta ở trần gian chính là sự thao thức chờ đợi ngày Đức Giêsu quang lâm đưa chúng ta vào nước trời. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức đợi chờ ngày Chúa đến. Amen.